phương kim hành sự xa gần dĩ nào cùng có thánh thân hợp chung. Duy mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào. Lập chùa táo miễu đền cao phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ, đến tánh danh cũng chớ tuồng tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miễu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bác lòng chẳng nghi, nên cảm đành khổ lũy sầu bi. Quanh năm bao cánh loạn ly, trời mưa không thuận đất thì không sanh. Mẹ thương con chẳng đành đoán dứt, tình thiên liên bút mật ghi rằng. Các con lớn nhỏ nghe chẳng thọ trì kính mẫu, khó khăn cũng lành này khắp nhân sinh đều hành tâm đạo. Giúp cho đời cái tạo ăn năn, chẳng luận cao thấp ngang bằng. Dù cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh, 9 tuổi biết cung nghinh đọc tùng. Điển quyền dí hữu dụng mẹ ban, cốt nhục xa cách lạc đàn. Mẹ cho tái họp bình an sớm dậy, vui trong cảnh bao ngày cách biệt. Dù chia cũng hiệp cùng nhau, không phân hai bậc thấp cao. Ai ai cũng được truyền trao kinh này, khắp non nước Đông Tây Nam Bắc. Phổ biến kinh để nhắc nhở lòng, thập phương ba tánh rõ thông. Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn, bao nguy khổ dập dồn đau xiết. Nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng, chúng sanh ngã gục nhào lặng lâm dòng. Đại nạn thoát chẳng được nào, hiện bây giờ ốm đau bệnh tật. Sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê, khắp trong tất cả thành quê thái. Đều thọ nạn ấy chày khổ thân, bị nắng hạn mưa dầm ngập hết. Thổ sản này ngã chết chẳng còn, đói lòng quằn quại các con. Vậy khuyên ráng nhớ lời son mẫu từ, mẹ khuyên con tâm thư lời cuối. Gắn tâm tu thông suốt lý kinh, truyền trao giải nghĩa phổ in. Cho người trì tông hiểu kinh kịp thời, chúng con sẽ thấy đời hết khổ. Nội trong năm phổ đổ đầu tiên, mưa hòa gió thuận khắp miền. Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai, còn như đáo lễ ngày kỷ mầu. Lập đàn tràng bái mẫu trì kinh, dân đèn sáp thiệt quang minh, từ tôn phủ điển nhân sinh phúc dày. Mỗi trăng có 3 ngày kỷ mẫu kỳ, hãy thành tâm bền chi cúng dường. Kính đàn đăng thủy hoa hương, ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo. Việc cung kiến phải cho tinh khiết, cố gắng tu tha thiết cần chuyên. Lo tròn phận sự hằng niên 36 nhật kiên thiền trì kinh. Sấm lễ vật cung nghinh từ màu, trong các ngày kỷ mậu lập đàn. Gồm có 6 ngọn đăng quang, quả hoa tươi thấm hương phần 5 cây. 6 chung nước lọc đầy đủ lệ, cùng chúng nhau họp để kính đàn. Thuyết kinh giảng lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm mang thọ trì. Ai xứ nào làm ý lời dạy, định tinh thần tụng bài biến kinh. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hưởng đời nguồn thượng quyền lính sanh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tùng, thêm 2 thời chuyển dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điện thanh, tự tay cứu chữa mánh lành nội gia. Đức từ tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch gần chín đầy bỗng hiền, ra móng bạch hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba. Khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đói lạnh lầm than đau xiết, là điềm trời ứng thiệt rõ ràng. Thiên đình đâu đà hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lệnh ban về trời. Gieo hòa cho cảnh đời khốn khổ. Tuy vậy mà có chỗ cũng chừa, nơi nào kính mẹ sớm trưa, trì kính địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hòa. Ai từng phổ biến gia gia, tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài. Phổ thông tin đủ đầy ý nghĩa, mẫu sẽ sai các vị thiên thần gia thần ủng hộ ấn cần đồng. Theo độ sẽ xa gần thành tâm, được phúc lành tháng năm no ấm. Trên thiên đình ghi chấm phước ban, nội gia kẻ đó thanh nhàn. Được thành phát vinh quang muôn phần, thanh long bạch hổ thần cúng gian. Phò tá người xưng đáng con lành, từ tôn cho biết rõ rành trăng, mười thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngó kiên thiền kinh màu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sửu mùi thìn tuất không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh. Cầu lên mẹ thương tình cứu khổ, phụ điển linh phổ độ chúng sanh. Các con tựu hợp tâm thành, được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiền thánh xuống đời tri chứng, phương hướng nào bền vững chí tâm. Thường hành kính mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kính tháng năm thanh nhàn. Còn ló chi mua màng trắng trung, giá nào hãy trì tụng kính này. Phước lành sẽ được hưởng ngay, thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm. Hưởng quý tế cao thâm lộc cả, họ hướng đăng trà quả vinh sang. Chân kính của đức mẫu hoàng, gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh địa mẫu đúng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy tầm. Người đời còn bởi mê tâm chẳng, nên khinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai tỉnh ngộ lập đàn cúng kinh, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp chương lỡ vương, 1000 muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh địa mẫu thấm nhuần đạo lý, gắn cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hàng ngày ròng rã khấn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chí tâm hiển đạt phúc lành. Rõ thông từng chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển quyền linh xa gần chiếu tỏa, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thưởng người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỳ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh. Có thể gội sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng máu dài, qua nạn tai sắp xảy đến mình. Lại còn hưởng được phước vinh tam tài, lộc thọ khương minh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyền, thì đích danh mẫu chuyện điển quang. Luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng tường, lại bỏ qua không lượng tường tri. Mà lòng chẳng khứng thọ trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tội phi ban bao lời xúc phạm, lâm vào cánh khóc thảm sầu than. Ngày ấy chẳng có kêu oan, phải đành vương tội gian nan ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mau, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp thủy hỏa phong ba thải, đều chết rồi đâu mà còn chi. Lòng mẫu tự nghĩ suy đau xiết, muôn hưu quỷ đại kiếp phong ba. Nạn thủy hỏa sắp xảy ra thường, cho sanh chúng phải xa cảnh sầu. Ngặt chung chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ số tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tin mãi bao điều phương kê, chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ. Tình thương vô bến vô bờ, làm sao cứu được con thơi trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc lên, phán phân rằng chỉ định thế này. Truyền thần thiên ác đến đây chia làm hai phái, lướt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chúng kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhẫn đã dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. Bậc hiền lương phượng phi quân tử, thiện thần gom lại giữ một nơi. Đưa vào chánh giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày há màn chung cuộc, mẫu sẽ giải ra một cái chài. Dù cho thiện ác phân hai, tóm thấu tất cả một chài nhốt chung. Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm. Chừng đó mới thấy diệu thâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành. Được sống sót nhàn thanh đủ trí, biết tường phân chân lý đường tàn. Thiện gần ác lại tranh xa, từ đó các đạo mở ra khai hoằng. Đồng xuôi lòng ăn năn quý tựu, chánh đạo mẫu hội đủ đem về. Chẳng còn chia rẽ khen chế, phân ra nhiều mối khó bề tường phân. Hình tướng chài phép thần màu nhiệm, mẫu tả ra những điểm rất cần. Nhị thập bát tú phân thần, phủ vệ tinh bắc giác gần chánh nam. Còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp bạc mặc bóng bào. Gồm 60 vị tài cao, mẫu từ phán lệnh truyền trao lời vàng. Tuân lời dạy thiên can 10 vi, thập nhĩ thần đỉnh chỉ địa chi. Tất cả tinh tu các vì ủng hộ hoàng đế thái vi hoàn toàn. Đức Tự tôn mẫu hoàng điều khiển, thần lôi công lôi điện tam phương. Phân thân trân thủ phi thường, 64 quẻ to tường diệu thâm. Hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng dàn ra trực chỉ đó đây khắp trong thiên hạ. Đủ đầy trận đồ của mẫu lập xây hạ miền. Cõi trời nam từ niên đinh lời, đến niên thân dậu mới thiệt rồi. Biết bao quyền bí nhiễm màu, tại nơi hạ giới tham sầu thiết tha. Mẫu từ bủa thiên lá đĩa dòng, sức đại hùng giang đậm kinh hồn. Làm cho thiên ám địa hôn, thần sầu quỷ khóc giống tồn thảm thương. Còn tứ đại thiên dương tiếp lệnh, 4 cửa trận mẫu đỉnh trấn an. 8 vị thần lực kim cán, xông vào trận qua pháp đàn thần thông. Làm trời đất hư không nghiêng ngả, nhật nguyệt tinh châu quả đảo xây. Cũng như trong chóng lăn quay thế, rồi lặng mất không ngài hiện ra. Mẫu thâu lại yên tà lăng mì, kẻ bất lương phải bị luật hình. Hổ phong quan dò lôi đình, làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ, trấn cuồng phong bão tố khắp vùng. Mẫu tận diệt đưa bất trung, xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng đó vàng thao mới rõ. Mẫu thâu xong ngày đó bình an, nước rút sóng lặng gió tan. Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần, chỉ còn người hiền lương sống sót. Kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng, thế là mẫu dụng quyền công. Diệu pháp qua biến thần thâm lẽ làng, kinh đô có sen vàng đua nở. Bốn phía vòng khắp ở thị thành, các con hiếu thảo hiền lành. Đến chừng khi đó mẫu danh hồng ân, được đổi xác kim thân bất hoại. Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên, chứng đặng đại la thiên tiên thiên. Bởi nhờ công cố gắng tu hiền thành công, hỏi bàn đào thưởng đồng tất cả. Các con nào đắc quả giữ vào, thế rồi vĩnh viễn về sau. Chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miền, chúng con được niên niên bất tử. Khoái lạc tiêu diêu ngữ cảnh nhàn, giống cảnh diêu điển mẫu hoàng. Luôn hưởng thọ phước kia an cửu trường, Phật mẫu ngữ trên thượng tầng coi. Hoằng khai dưỡng nhân loại bảo toàn, hết lòng quảng đại sắc son. Quá sanh dạy dỗ các con phản hồi, Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Con kính lại địa mẫu đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này. Với anh linh cùng đức độ cao dày, cộng tế thế án ban danh còn đượm. Con kính lại địa mẫu ân độ sanh vô lượng, ân báo trì cứu tử lại vô biên. Mẹ của nhân gian, mẹ thánh, mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mãi. Con kính lại địa mẫu đấng mẫu nghi tứ hài, danh vang lần khắp cả nước non tiên. Xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Con kính lại địa mẫu đấng anh linh vô hạn, xin mẹ ban phép lạ cứu trần gian. Đang sống trong nghiệp chướng chốn trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Con kính lại địa mẫu xin mẹ ban ân lành, cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm với viên thành. Cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ. Ngũ canh từ canh một nhìn trần lễ tuôn rơi, chúng đàn khổ lụy nạn tới bời. Nên lo tu tình này con giải lại, mẹ nguyện cầu bể khổ vơi. Canh hai điện lực rải mọi nơi, thiện nhân tu tinh được thành thơi. Sao không cố gắng tu trì vậy, thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lũy mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kéo gọi con tỉnh mê. Cuộc đời sai đắm đường vật chất, chốn lấp linh quang cản lối về. Cứu vớt cuộc đời vất nam kha, cảnh tư đậm lệ cõi ta bà. Điện linh ban xuống lời từ ái, kêu gọi thiện nhân nhủ mẹ già. Canh năm trầm ngâm suy diệu quyền, bốn bộ ban quyền diệu dứt quán khiên. Thiện nhân cứu vớt tu hành vậy, di lạc quái linh dạy chữ hiền. Nam mô vô cực thiên tôn diêu trì hoàng mẫu, vô lượng từ tôn đại từ tôn A Di Đà Phật. phần sám cỡ trời chẳng dám lầu ra, mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng. Cho nên lòng mẹ trực hồng khoanh khuya, mẹ đến tỏ trong sự tình. Nếu mà ngồi để làm thinh, con ngồi lớn bé khôn mình về sau. Thấy trong đà trời đỉnh quặng đau, con ngồi não nộ mẹ vào tâu xin. Muôn trong thánh để thượng đình, thứ dung trần tục tôi xin phen này. Tôi nguyện đổ hết xưa nay, bao giờ về hết trên thái sửa đời. Mẹ thương con dạy con ơi, nếu không có mẹ thời trời chẳng dung. Con ngồi lòng mẹ khốn cùng, thương con trần thế khắp chung bầu trời. Phải xưa con trẻ nghe lời mẹ, đem về hết thành thơi an nhàn. Có đâu trần tục chẳng an nếu nay, thời đau ốm mãi mang tật nguyền. Chết rồi đó lạc diêm thiên, luân hồi sao thủ lũy miền u đô. Con ngôi lòng mẹ hiếu khô, cũng vì thương trẻ mẹ vô chốn này. Một giải tật bệnh con nay, tiêu trừ đau ốm đắng ngày an vui. Hai dạy nông nải thuận xuôi, hàng thấp phong chứng hết rồi hân hoan. Canh chày mẹ kịp lên đường giả, con ở lại mẹ sáng Tây Đình. Sám đĩa màu ngày ngày lòng mẹ bấn khuâng, cũng vì thương xót nơi chung bụi trần. Nỡ nào xây mặt sắp lưng, liêu chiều con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho quay nổ sấm vàng, nếu không có mẹ ắt tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con, công mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi. Con sao bác nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo hóa chúc vì công danh. Nếu như mẹ giận bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm đĩa thời mẫu đây. Muốn nên kiến vật tạo gây, muốn độ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tối mịt mù, con ơi nghe mẹ thẳng đường con đi. Những lời mẹ đã tiên tri ngày nào đái hồi, con thì gặp cha ít lời kiếm khẩu thuyết. Ra dương gian con ngủ mẹ mà thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu vô lượng đại từ tôn, A Di Đà Phật. Đưa điện mẹ hồi cung, trước hương đăng trà quả lễ kính thành. Con bái tạ mẫu nghi, mẹ là đại đức từ bi. Vì thương con dạy mới đi xuống trần, lời châu ngọc mẹ ân cần giải biểu. tiên đã vàng con mới hiểu thiên cơ, dắt con chỉ bến chỉ bờ, lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liêng. Này các con quyết tâm chỉ tình, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là tuyết âm u điển linh mẹ giang xuống trần độ con, nên con mới biết cung soi bờ bến, đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp đặt an bài, thanh trà quá quả lễ bài kính dân. Con lớn bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước giữ cho Nam Việt cửu ngôi. Giờ này cầu nguyện đã rồi lại đưa đức mẹ phản hồi thiên cung. Quy Phật mẫu cứu trần thế, nguyện xin phước đức dung bồi chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy Pháp là phương giải thoát, điển quyền linh bủa khắp trần gian. Sửa tâm chứng đắc kịp thời, linh căn mẹ điểm hội kỳ long hoa. Quy tăng nhân truyền mẫu dài, phải ăn chay với luật nghiêm trang. Hữu hình gia tạm luân hồi, vô vi thượng cảnh trở về thiên cung.